Xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thế giới 24 trên 7 nóng của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Thế giới tuần qua có sự kiện nào đáng chú ý? Hãy cùng với chúng tôi điểm lại ngay sau đây. Thưa quý vị, toàn bộ Trung Đông được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau khi Iran tấn công Israel vào cuối tuần qua nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Sau vụ tấn công của Iran, phản ứng tiếp theo của Israel và đồng minh Mỹ đang là tâm điểm chú ý lúc này. Theo giới quan sát, phản ứng tiếp theo của Israel sau khi bị Iran tấn công sẽ quyết định tương lai của xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, có vẻ các bên luôn hành động lý trí và có phương pháp để kiểm soát tình hình. Đài CNN dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho hay, đợt tấn công của Iran vào Israel đã kết thúc sau khoảng 5 tiếng. Mỹ cùng với Israel đã theo dõi hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào những giờ cuối ngày 13 tháng 4 giờ địa phương và kéo sang ngày 14 tháng 4. Các quan chức Mỹ cho biết số lượng vụ phóng tên lửa và drone đã giảm khi thời gian trôi qua ngày 14 tháng 4. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang cảnh giác do lo ngại có thêm các đợt tấn công mới từ Iran và Israel có thể đánh trả Iran một cách hấp tấp mà không tham khảo ý kiến của nước này. Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định 99% số drone và tên lửa của Iran cùng đồng minh đã bị Israel đánh chặn. Đài Channel 12 của Israel dẫn lời một quan chức Israel gọi vụ tấn công của Iran là một thất bại chiến lược và nước này sẽ không thể ngủ yên sau sự việc, ám chỉ đòn trả đũa của Tel Aviv. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát tại Trung Đông, những gì sắp tới đây sẽ là một phép thử phức tạp đối với Israel. Phép thử về khả năng Israel sẽ làm gì trước một đối thủ lớn như Iran. Iran nhấn mạnh họ sẽ dừng lại nếu Israel dừng lại. Tuy nhiên, Israel liệu có chấp nhận không hành động sau một vụ việc như vừa qua? Đây vẫn đang là câu hỏi lớn vào lúc này. Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên Mỹ, Nhật Bản và Philippines diễn ra tuần qua đã thu hút sự chú ý không chỉ của dư luận Mỹ mà còn của các nước khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dư luận đặc biệt quan tâm đến cơ chế hợp tác ba bên mà Mỹ, Nhật Bản, Philippines đang hướng tới, cũng như những tác động của bước đi này đối với tình hình chung của khu vực. Thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Nhật, Philippines đã kết thúc với nhiều cam kết quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Theo giới chuyên gia, hội nghị lần này được xem là một cách để chính quyền Tổng thống Biden gửi thông điệp quan trọng trong khu vực. Đó là bất chấp các vấn đề khác như xung đột Nga-Ukraine hay xung đột ở Trung Đông, thì mối quan tâm lớn nhất của Mỹ vẫn là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, sát cánh cùng các đồng minh và đối tác hướng tới một khu vực tự do và rộng mở, thịnh vượng, kiên cường và an toàn. Nhiều ý kiến của giới chuyên gia và các nhà phân tích cho rằng đây là động thái của ba nước gia tăng hợp tác nhằm đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã nhiều lần né tránh khi tuyên bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như việc tăng cường hợp tác giữa các liên minh và đối tác không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Mặc dù vậy, với các nội dung thảo luận và tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh như tăng cường hợp tác kinh tế, tìm kiếm giải pháp duy trì ổn định và tự do hàng hải trên Biển Đông, cũng như các khu vực biển quốc tế khác, thì rõ ràng Trung Quốc là một trong những mối quan tâm của hội nghị lần này. Theo một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ, được AFP trích dẫn, sự hiện diện của Tổng thống Philippines là tín hiệu mạnh mẽ và cứng rắn mà Washington và Tokyo gửi đến Bắc Kinh vào lúc mà Manila liên tục bị Trung Quốc uy hiếp ở Biển Đông. Trong khi Ukraine đang chờ đợi nguồn viện trợ quân sự từ các quốc gia phương Tây, thì những ngày gần đây, Moscow đã tăng cường dồi hỏa lực vào các mục tiêu của Kiev, trong đó Kharkov là nơi chứng kiến nhiều đợt oanh kích của Nga. Một số ý kiến cho rằng liệu đây có phải là đòn hỏa mù của Nga hay kế của Ukraine? Thực tế tới nay, phía Nga chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới hoạt động ở Kharkov. Các ý kiến về khả năng Nga dồn sức chiếm thành phố này cũng là chủ đề gây tranh cãi trong giới chuyên gia. Phe hoài nghi cho rằng khó có chuyện Nga dồn từ 100.000 đến 150.000 quân để đánh chiếm Kharkov. Nhà quan sát quân sự người Israel David Shab lưu ý, đó là quân số tương đương 40 đến 50% toàn bộ lính Nga đang tham chiến tại Ukraine. Và điều này rõ ràng không khả thi với tình trạng chinh chiến trên nhiều mặt trận như hiện nay. Một mặt, những người chỉ trích Nga cho rằng tin đồn chiếm Kharkov được Nga đưa ra như đòn tâm lý với Ukraine. Mặt khác, đây cũng có thể là cách mà Ukraine nêu bật nhu cầu viện trợ vũ khí trong bối cảnh thiếu hụt hiện nay. Bởi trong lúc này, Tổng thống Zelensky đang cố gắng thuyết phục Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ, cũng như vận động các nước cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho rằng, mối đe dọa về cuộc tấn công của Nga vào Kharkov có thể buộc Kiev phải huy động các nguồn lực hạn chế để tăng cường các cộng sự mới trong khu vực. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể tiến hành tấn công dọc bất kỳ khu vực nào trên tiền tuyến. ISW nhận định và cho rằng điều đó sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên các nguồn lực vốn đã bị kéo căng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Kiev có thể đánh bại Nga trong cuộc phản công mới sắp tới nhờ vào công nghệ quân sự của phương Tây. Tuần qua, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, tăng 9% trong vòng 1 tháng qua và 14% so với đầu năm. Tốc độ tăng giá vàng trên thị trường toàn cầu từ đầu năm đến nay đang gây sửng sốt ngay cả với các chuyên gia. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến giá vàng liên tục lập đỉnh? Lý giải nguyên nhân giá vàng tiếp tục phá kỷ lục, tờ WSJ cho biết động lực chính tới từ việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng cường mua vàng. Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng của mình trong 17 tháng liên tiếp. Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay Ấn Độ cũng đang tích cực mua vàng. Theo các chuyên gia, vàng có xu hướng trở nên hấp dẫn hơn trong các thời điểm bất ổn, khi các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một loại tài sản trú ẩn an toàn để phòng ngừa các rủi ro kinh tế, căng thẳng địa chính trị hay lạm phát. Còn bà Aymaru Kassanova, giám đốc quỹ đầu tư vàng Vanex INTL có trụ sở tại Mỹ cho rằng mọi người vẫn nhắc đến rủi ro về địa chính trị là một trong những yếu tố đẩy giá vàng lên cao. Nhưng quan trọng hơn chính là kỳ vọng của giới đầu tư khi mà họ tin tưởng giá vàng sẽ còn tăng cao hơn trong tương lai. Bởi vậy câu hỏi mà mọi người đặt ra không phải là liệu giá vàng có tăng tiếp hay không, mà là bao giờ giá vàng sẽ tăng tiếp. Một nguyên nhân khác cũng đang góp phần đẩy giá vàng thế giới lên cao là dự đoán liên quan đến việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gần đây đã đưa ra quan điểm rằng có thể duy trì mức lãi suất cao với thời gian lâu hơn dự kiến, nhưng với cách vận động tương đối khác thường, giá vàng có thể vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều quốc gia Đông Nam Á với nhiều kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ ở Thái Lan, Malaysia và Philippines. Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu và các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng khả năng cao sẽ kéo dài. Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera cho biết là nơi sinh sống của hơn 675 triệu người trên 11 quốc gia. Khu vực Đông Nam Á đã và đang chứng kiến nhiệt độ cao đạt mức chưa từng thấy, kèm theo độ ẩm khắc nghiệt. Thái Lan là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất và dự báo nắng nóng ở đây đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á tăng lên mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, nhưng các chuyên gia cho biết một trong những đặc điểm đáng lo ngại nhất của đợt nắng nóng hiện đang lan rộng khắp khu vực này là thời gian kéo dài và không có hồi kết. Các nhà nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu khí hậu Thụy Sĩ IQAir cho rằng đợt nắng nóng hiện nay là bởi sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và hiện tượng El Nino. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính hơn 243 triệu trẻ em trên khắp Thái Bình Dương và Đông Á bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, khiến các em có nguy cơ mắc các bệnh và tử vong liên quan đến nhiệt độ. Mới đây, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đưa ra dự báo trí tuệ nhân tạo AI sẽ thông minh hơn người thông minh nhất vào năm 2025 hoặc 2026. Nhiều chuyên gia trên thế giới cũng từng đưa ra những dự báo tương tự. Vậy khi nào thì trí tuệ nhân tạo thông minh hơn con người? Đây vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo báo Financial Times, tỷ phú Musk luôn lạc quan về sự phát triển của AGI. Các công cụ AI mạnh đến mức có thể đánh bại những người có năng lực tốt nhất trong bất cứ lĩnh vực nào. Dự báo của Elon Musk thậm chí còn sớm hơn những dự báo trước đó của chính ông và những người khác. Ông Musk cho biết việc thiếu hụt chip là trở ngại lớn cho sự phát triển AI trong thời điểm hiện tại. Song nguồn cấp điện và phần cứng có thể đáp ứng nhu cầu của công nghệ đang phát triển ngày càng mạnh mẽ trong 1 đến 2 năm tới. Mới đây, nhà khoa học máy tính nổi tiếng người Mỹ Ray Kurzweil cũng khẳng định AI sẽ đạt được trí thông minh ngang tầm con người vào năm 2029. Ông Goodswell phân tích sự phát triển theo cấp số nhân của công nghệ, đặc biệt là AI. Từ đó ông dự báo con người đang phát triển nhanh về sức mạnh tính toán, các thuật toán phức tạp và khả năng xử lý dữ liệu. Với những tiến bộ này, ông Kurzweil tin tưởng AI sẽ bắt kịp và thậm chí là vượt qua trí tuệ con người. Còn chuyên gia hàng đầu về AI, Ben Huttel cho rằng con người có thể đạt được AGI trong vòng từ 3 đến 8 năm tới. Tuy nhiên, ông Brad Smith, Chủ tịch Microsoft, lại không cho là AGI sẽ sớm xuất hiện. Ông cho rằng sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới 24 trên 7 nóng tuần này. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên kênh NTV và các hạ tầng mạng của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!